Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 14 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện nhiệm vụ các mặt công tác cùng sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực của toàn lực lượng, năm 2023, Công an Thanh Hóa đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 52 chỉ tiêu Bộ Công an giao. Đây là thông tin đáng chú ý tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và triển khai nhiệm vụ phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2024 của Công an Thanh Hóa diễn ra vào sáng nay, ngày 9 tháng 1. Trên cơ sở chủ động nắm chắc tình hình, phân tích dự báo sát đúng và làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, năm 2023, Công an Thanh Hóa đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động của nhiều tổ chức phản động và phần tử cực đoan, xử lý nhiều đối tượng tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép. Phòng chống tội phạm với phương châm, lấy phòng ngừa làm gốc, đấu tranh chúng và đúng các loại tội phạm nổi cộm, tội phạm nguồn. Kéo giảm 7,5% tội phạm về trật tự xã hội, triệt phá nhiều vụ án, chuyên án quy mô lớn về ma túy, tín dụng đen, mua bán vũ khí quân dụng. Tính đến hết năm 2023, Công an Thanh Hóa đã cấp 3,4 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip, kích hoạt 1,6 tài khoản định danh điện tử, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước về thực hiện 11 dịch vụ công trực tuyến, duy trì và nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả về đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ ngay tại khu dân cư. Phát huy những kết quả đã đạt được, Công an Thanh Hóa đã phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2024 với khẩu hiệu hành động: xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững của tỉnh. Sáng nay ngày 9 tháng 1, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, ngành y tế đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu Quốc hội giao, đạt 12,5 bác sĩ trên 10.000 dân, vượt chỉ tiêu. Số giường bệnh trên 10.000 dân và tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế vượt và đạt 7 trên 9 chỉ tiêu cụ thể cho ngành lĩnh vực được chính phủ giao. Đại dịch COVID-19 được kiểm soát, điều chỉnh từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang nhóm B. Bộ Y tế đã tham mưu Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động, tích cực, kịp thời ban hành các văn bản để tháo gỡ khó khăn trong mua sắm, cấp phép nhập khẩu, lưu hành thuốc, vaccine, vật tư, thiết bị y tế. Nhiều chiến lược, quy hoạch, đề án quan trọng cho phát triển trung hạn, dài hạn của ngành y tế đã được xây dựng hoàn thiện. Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thông thường đã phục hồi so với giai đoạn trước đại dịch COVID-19. Tại hội nghị, các địa phương, cơ sở y tế đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp sẽ thực hiện trong năm 2024 nhằm phát triển hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, kiểm soát tốt dịch bệnh, tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tất cả các tuyến, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, giải quyết hiệu quả tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị, sinh phẩm y tế. Sáng nay ngày 9 tháng 1, Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều mô hình mới sáng tạo, phù hợp với nhu cầu của công nhân lao động và tình hình thực tiễn của doanh nghiệp đã được triển khai hoạt động hiệu quả. Trong năm, đã thành lập mới 17 công đoàn cơ sở, đạt tỷ lệ 106,5%. Hỗ trợ hơn 145.000 lượt công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 120 tỷ đồng. Năm 2024, Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp sẽ tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 hiệu quả, đổi mới mạnh mẽ các hoạt động hướng về người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh. Nhân dịp này, Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã được nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nhiều tập thể cá nhân đã được nhận cờ thi đua, bằng khen và các danh hiệu cao quý khác. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo kết quả hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam năm 2023, tổng nguồn vốn hoạt động của tổ chức này tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2022. Hiện tại, vốn điều lệ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là gần 5.300 tỷ đồng. Theo lộ trình đến năm 2025, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ được tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng, năm 2030 sẽ tăng lên 15.000 tỷ đồng. Nguồn vốn tăng được lấy từ vốn tự tích lũy và các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm đảm bảo năng lực tài chính của tổ chức này.
bảo hiểm tiền gửi cũng được bổ sung hình thức vay từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp nguồn vốn của tổ chức bảo hiểm tiền gửi không đủ để trả tiền bảo hiểm. Ngoài ra, chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi cũng đưa ra kế hoạch xây dựng đề án tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ trong trường hợp nguồn vốn của tổ chức bảo hiểm tiền gửi tạm thời không đủ để trả tiền bảo hiểm. Nhờ tăng cường công tác kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm, nên trong năm 2023, tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát đạt yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm lên đến 97,6%. Theo Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển Thị trường Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, công tác kiểm soát an toàn thực phẩm đã chuyển từ thanh kiểm tra theo kế hoạch sang thanh kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, tăng cường kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp. Kết quả trong năm 2023, tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát đạt yêu cầu 97,6%. Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh được chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đạt 99,2%. Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản ký cam kết tuân thủ quy định an toàn thực phẩm đạt 82%. Trong năm 2024, Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản sẽ phối hợp với Bộ Công Thương đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đàm phán để tháo gỡ rào cản kỹ thuật, rào cản thương mại và mở cửa thị trường xuất khẩu chính ngạch thêm nhiều nông sản vào thị trường truyền thống. Các thị trường có tổng kim ngạch xuất khẩu lớn với phương châm là đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa thị trường, góp phần từng bước giảm xuất khẩu tiểu ngạch qua biên giới phía Bắc. Do những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn phát triển mạnh, giá thu mua thấp nên hiệu quả trồng sắn không cao. Chính vì thế, diện tích sắn trên địa bàn tỉnh cũng giảm dần tại một số địa phương. Năm nay thị trường ổn định, nhưng các nhà máy chế biến tinh bột sắn vẫn không đủ nguyên liệu cho hoạt động sản xuất. Niên vụ sắn 2023-2024, tỉnh Thanh Hóa trồng được trên 10.700 ha sắn, giảm khoảng 2.000 ha so với niên vụ trước, bình quân đạt khoảng 18 đến 20 tấn ha. Như vậy mỗi năm sản lượng sắn khoảng 180.000 đến 200.000 tấn, trong khi nhu cầu sản lượng cần khoảng trên 400.000 tấn một năm. Vì vậy, trong vụ sắn năm nay, các vùng nguyên liệu sắn trong tỉnh mới chỉ đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu chế biến của các nhà máy. Theo đại diện của các nhà máy cho biết, năm nay vùng nguyên liệu sắn của Thanh Hóa thiếu hụt khoảng 30% sản lượng do diện tích sắn giảm, bệnh khảm lá sắn và yếu tố thời tiết đã ảnh hưởng đến năng suất. Để đảm bảo sản xuất, hiện các nhà máy đang tập trung thu mua thêm các nguyên liệu từ các tỉnh lân cận. Do cái vấn đề về năng suất là bị cũng như diện tích là cũng có giảm, rồi là nguyên nhân nữa là chúng ta là cấp phép ồ ạt cho một số các cái nhà máy được các cái sở sản xuất nên là cũng làm ảnh hưởng đến cái vấn đề về cái nguyên liệu cho các nhà máy hoạt động. Năm nay với giá thu mua tăng cao, bệnh khảm lá sắn cũng đang từng bước được khống chế, hiệu quả trồng sắn sẽ được nâng lên. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để người dân các địa phương duy trì ổn định và tăng diện tích trồng sắn. Về lâu dài, các nhà máy cần phải đẩy mạnh liên kết tạo vùng sản xuất bền vững nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo đầu ra ổn định để người trồng sắn yên tâm gắn bó. Càng vào cuối năm, đặc biệt là gần Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm của người dân càng tăng cao. Đến thời điểm này, các siêu thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã và đang tích cực chủ động chuẩn bị các loại hàng hóa nhằm đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân và góp phần bình ổn thị trường. Để đảm bảo lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, hiện lượng hàng hóa được bày bán ở các siêu thị đã tăng đáng kể so với ngày thường. Các không gian trưng bày cũng được trang trí bắt mắt, phù hợp với không gian Tết. Năm nay, các mặt hàng tiêu dùng sản xuất trong nước tiếp tục chiếm ưu thế trên kệ hàng của các siêu thị và được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn. Tuy chiếm số lượng chưa lớn, nhưng nhiều sản phẩm OCOP của tỉnh Thanh Hóa cũng đã có mặt ở các hệ thống các siêu thị. Hưởng ứng của vận động người Thanh Hóa dùng hàng Thanh Hóa, các siêu thị cũng đã dành vị trí khá bắt mắt để trưng bày các sản phẩm OCOP của tỉnh Thanh Hóa, giúp các sản phẩm này dễ dàng đến gần hơn với người tiêu dùng. Ở tất cả các hệ thống siêu thị Go, Big C đều có cái khu vực trưng bày hàng OCOP. Đối với Go Thanh Hóa thì cũng đưa vào một số các sản phẩm OCOP Thanh Hóa như là nước mắm, mắm tôm và cũng được khách hàng tích cực đón nhận. Ngoài ra đối với các mặt hàng thực phẩm tươi sống thì cũng có các sản phẩm của Thanh Hóa như là thịt heo hay là cá sống. Cùng với sự chuẩn bị về số lượng và cơ cấu sản phẩm, các siêu thị cũng hết sức chú ý đến chất lượng và nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Bên cạnh việc bán hàng trực tiếp, các siêu thị cũng đẩy mạnh bán hàng online, phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.